tân cảnh, công tung. Charlie hay cải cách hay C. Đỉnh núi cao không quá 900 thước, trông xuống thung lũng sông Poker và đường 14. Đông Bắc là tân cảnh với 12 cây số đường chim bay. Đông Nam là Công Tung, thị trấn cực Bắc của vùng Tây Nguyên. Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4.000 quả đạn pháo tới trong một ngày. Từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie. Chạc đi, tên vẫn chưa quen người dân thì thay.